Sau cú tông kinh hoàng này đã kéo theo tai nạn liên hoàn, làm 3 người bị thương nặng, trong đó có một người bị gãy nát xương đùi. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 6 xã Trúc Sơn, huyện Cư Chút, tỉnh Đắk Nông vào trưa ngày 2 tháng 8 năm 2022. Theo thông tin ban đầu, vào lúc khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, xe đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế Phan Công Hòa, 53 tuổi ở tỉnh Kon Tum cầm lái lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông đi Đắk Lắk. Khi xe chạy đến xã Trúc Sơn, huyện Cư Chút, tỉnh Đắk Nông thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe tải do tài xế Nguyễn Ngọc An, 33 tuổi ở tỉnh Bình Dương cầm lái đi theo chiều ngược lại. Sau đó xe đầu kéo tiếp tục va chạm vào xe tải khác do tài xế Nguyễn Thanh Quang, 45 tuổi ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cầm lái lưu thông theo hướng ngược lại. Lúc này đi cùng tài xế Quang còn có phụ xe là anh Vũ Văn Quân ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cú tông mạnh khiến tài xế Nguyễn Thanh Quang và phụ xe Vũ Văn Quân bị kẹt trong cabin. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, người đi đường đã hỗ trợ phá cabin, đưa nạn nhân ra ngoài. Tài xế Quang bị gãy nát xương đùi phải, gãy chân trái, chấn thương vùng bụng. Phụ xe Quân bị thương mắt trái, tay, đa chấn thương. Tài xế xe đầu kéo bị chấn thương đầu, chân trái. Tại hiện trường, các xe liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng nặng, riêng xe đầu kéo bị lật nghiêng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.